Chào các bạn, cận thân mến, hôm nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn luyện giải đề thi vào 10 trong cuốn 40 đề luyện thi vào lớp 10. Trong 40 đề luyện thi vào lớp 10 này thì cô Trang Anh có mô phỏng đề theo form đề của tất cả các tỉnh thành trong cả nước năm trước. Và trong 40 đề này thì có 21 đề đầu là theo cái form trắc nghiệm hoàn toàn. Rồi sau đó là có cả trắc nghiệm xen lẫn với tự luận và có một số ít đề là tự luận hoàn toàn, bởi vì cô thấy là đại đa số các tỉnh thành trong nước là thi theo form trắc nghiệm nhợ, và chỉ có khoảng 1-2 tỉnh là thi tự luận hoàn toàn thôi nhá. Và 40 đề này đảm bảo là bao quát theo form của đại đa số tất cả các tỉnh thành trong cả nước nhợ. Ở cái buổi học đầu tiên thì cô cho anh đã hỗ trợ bạn chữa đề số 1. Đề số 1 là đề mô phỏng theo form đề thi vào 10 của Sở Hà Nội. Và cô cho anh cũng đã hỗ trợ bạn chữa đề số 37. Đề 37 là đề mà mô phỏng theo form đề thi của Sở Phú Thọ. Tức là đề số 1 là đề trắc nghiệm hoàn toàn. Đề 37 là đề trắc nghiệm xen lẫn tự luận. Và hôm nay cô cho anh sẽ hỗ trợ các bạn chữa đề theo mô phỏng theo form đề thi của Sở Hồ Chí Minh. Các bạn mở cho cô đề số 22 trong cuốn sách này ra. Ok nhá. Rồi, cận thân mến, trước khi vào bài, các bạn kiểm tra giúp cô xem là ánh sáng, âm thanh đã ổn chưa để chúng ta bắt đầu vào học ạ. Nào, các bạn phản hồi giúp cô xem là ánh sáng, âm thanh đã ổn chưa để chúng ta bắt đầu vào học em nhé. Nào, bạn thân mến, nếu như đề thi vào 10 của Sở là đề trắc nghiệm hoàn toàn, thì đề của Sở Hồ Chí Minh là tự luận xen lẫn với trắc nghiệm giống như form của Phú Thọ. Nói chung là tỉnh nào mà thi theo kiểu là tự luận xen lẫn với trắc nghiệm thì đương nhiên nó sẽ khó hơn so với trắc nghiệm hoàn toàn nhá. Nên là đề số 22 mà buổi hôm nay cô cho anh dự định chữa thì mức độ khó của nó cũng sẽ tương đương như đề của Phú Thọ lần trước nhá. Và nhiều cô là với mỗi một đề cô cho anh chữa xong thì cô cho anh sẽ up ở trong cái mục mà của cái cuốn sách 40 đề luyện thi vào 10 trên môn này. Đó, những cái phần mà cô cho anh không chưa chữa hết thì cô cho anh cũng sẽ quay video và up ở trên đó. Vậy là những bạn nào mà sở hữu cuốn sách này, các bạn tra ID của bài để các bạn có thể xem được phần video chữa nhé. Và với 40 đề chắc chắn là cô cho anh sẽ không thể chữa xong được 40 đề bằng livestream. Nên là có cái đề nào mà cô cho anh không chữa kịp thì cô cho anh sẽ quay video và cô cho anh cũng sẽ đăng ở đó. Bạn chỉ cần kích hoạt ID của sách này là các bạn có thể xem được bài giảng, xem được lời giải chi tiết rồi. Nếu như bạn nào nhận cuốn sách này mà bạn thấy sách không có ID thì bạn liên hệ với page mà cô đang livestream này để được cấp ID em nhé. Nhờ ID bình thường nó sẽ được dán ở cái trang cuối của sách này. Ok. Rồi các bạn ơi, các bạn kiểm tra giúp cô xem là ánh sáng âm thanh đã ổn chưa để chúng ta bắt đầu vào học ạ. Ổn chưa? Chắc là các bạn thi học kỳ xong rồi đúng không ạ? Đấy nhá, tập trung cho cô này. Và từ cái giai đoạn này trở đi thì các bạn từ cái giai đoạn này trở đi là cái giai đoạn thích hợp để luyện giải đề rồi. Trong quá trình các bạn luyện giải đề, nếu bạn thấy cái phạm trù nào mình chưa chắc thì mình học lại, ok, mình ôn tập lại. Bắt đầu này, với đề thi của Sở Hồ Chí Minh thì có đặc thù là có cái phần dịch nhá, phần dịch cả đầu bài ra tiếng Việt. Vậy thì với người ta bảo là từ câu số 1 đến câu số 14 thí sinh chỉ biết mẫu tự ABCD đại diện cho câu trả lời thôi, tức là chỉ cần khoanh đáp án thôi. Xem cho cô này, với cái câu số 1, em nhìn thoáng qua bốn đáp án của câu này. Thế câu số 1 người ta hỏi là cái từ nào mà có cái phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại. Vậy thì với câu số 1, nó là kiểm tra về cách phát âm của đuôi ED. Thì bạn nhớ là trong tiếng Anh những từ tận cùng là ED mà trước nó là chữ T hoặc D thì ED sẽ được phát âm là ED. Đấy nhớ. Vậy thì với câu này cô sẽ có anh ý C của chúng ta khác nên cô sẽ chọn ý C luôn này. Chờ, với câu số 2, tiếp tục một câu về phát âm nữa. Từ nào mà có phần gạch chân được phát âm khác so với từ còn lại. Vậy thì bây giờ với cái câu số 2 này nó là kiểm tra về phát âm của nguyên âm. Vậy em sẽ phải đọc cho cô cái từ đó lên. Thì cô có ý A, từ đấy đọc là gì? Xem cho cô này, với cái anh ý A, từ đấy của chúng ta đọc là gì đây ạ? Chúng ta đọc từ đấy là commit. Thì âm đấy của cô được phát âm là ơ. Sau khi chúng ta đọc xong cái từ đó thì chú ý xem cái phần gạch chân được phát âm là gì. Rồi tiếp này xét cho cô đến với cái anh ý B. Chờ, ý B tới đọc như sau. Đọc là collect. Ở nhà âm đây của cô cũng là ơ, hai anh ơ rồi. Rồi xét cho cô đến với cái anh ý C thì sao? Ý C tới đọc là control. Âm đây của cô cũng là ơ. Như vậy thì cô sẽ chọn được câu số 2 là ý D bằng phương pháp loại trừ. Xong câu số 2 chuyển cô sang câu số 3 và câu số 4. Nhờ câu số 3 người ta hỏi là
Cái từ nào có stress, nhớ cho cô là cái từ stress là trọng âm, đúng không ạ? Cái từ nào mà có trọng âm khác so với các từ còn lại? Vậy xem cho cô này. Với cái dạng bài về trọng âm như này thì bạn nhớ cho cô là nếu trọng âm đối với từ hai âm tiết, chúng ta sẽ áp dụng quy tắc trọng âm theo phiên âm. Thì câu số 3 em thấy được là toàn là từ hai âm tiết. Mình áp dụng trọng âm theo phiên âm, mà trọng âm theo phiên âm chúng ta xác định là mình phải đọc được từ đó. Thì cô có ý A, tới đọc là journey. Thì cô có j là ơ dài. Mình có quy tắc là trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài, vậy nó sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất. Rồi, xét cho cô với anh ý B. Ý B tới đọc như sau. Đọc là attach. Cô có ơ không nhận trọng âm, vậy trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai. Rồi, xét cho cô đến với cái anh ý C của chúng ta thì sao? Ý C tới đọc là pollute. Thì cô có per không nhận trọng âm, vậy trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Do đó bằng phương pháp loại trừ, câu số 3, cô chọn được câu đấy của chúng ta là ý A. Sau câu số 3, chuyển cô sang câu số 4. Câu số 4 là trọng âm đối với từ 3 âm tiết. Thì chúng ta sẽ nhận với trọng âm đối với từ 3 âm tiết trở lên, chúng ta sẽ áp dụng quy tắc là trọng âm đối với hậu tố và âm đuôi. Từ nào không áp dụng được quy tắc trọng âm đối với hậu tố và âm đuôi, chúng ta mới áp dụng quy tắc trọng âm theo phiên âm. Về câu số 4, chúng ta thấy được là ý C có thể áp dụng quy tắc trọng âm đối với hậu tố và âm đuôi này. Có đuôi I, O, U, S, xem cho cô nhé. Chúng ta có quy tắc là những từ có đuôi I, O, U, S trọng âm rơi vào trước âm đó. Vậy cô có từ deletion, thì ở rơi vào trước âm đó, nó sẽ rơi vào âm tiết thứ hai của từ. Rồi, xét cho cô với cái anh ý D của chúng ta thì sao? Ý D thì từ có đuôi IC trọng âm rơi vào trước âm đó. Vậy cô có với từ mechanic, rơi vào trước âm đó, âm tiết thứ hai của từ. Đó, bây giờ cô còn ý A hoặc là anh ý B, xác định anh nào cũng được. Nhưng em thấy là A với B đều không áp dụng quy tắc trọng âm đối với hậu tố âm đuôi được, và em sẽ phải đọc cho cô từ đó lên. Cho ý A đọc như sau. Đọc là important, thì cô sẽ có pro là o dài. Trọng âm ưu tiên rơi nguyên âm dài, âm tiết thứ hai của từ. Như vậy thì với câu số 4, cô chọn được câu đấy là ý B. Sau câu số 4, chuyện cô sang với câu số 5. Chợ với cái câu số 5, nhìn thoáng qua bốn đáp án của câu này, thì em thấy rằng đây là câu thuộc phạm trù kiến thức về liên từ. Đấy nhá. Vậy thì sau khi mà các bạn xem cô cho anh chữa đề thì bạn sẽ nhận ra rằng là form đề thi của các tỉnh thành có thể sẽ khác nhau, nhưng mà khung kiến thức giống nhau. Đấy là lý do mà cô cho học sinh nhóm kín của cô luyện giải đề thi của tất cả các tỉnh thành trong cả nước năm vừa rồi và năm trước nữa. Đấy nhá. Rồi, bởi vì tại sao cô cho anh lại cho các bạn luyện giải đề thi của các tỉnh thành của các năm trước mà cô cho anh không soạn đề? Không phải là cô cho anh không có đủ khả năng để soạn đề, mà bởi vì là cô cho anh muốn các bạn giải chính đề thi của các năm trước để các bạn được cọ sát với những cái đề chuẩn, như vậy, chuẩn mức độ, chuẩn form, đấy nhá. Được chưa? Và từ đó các bạn sẽ rút ra nhá, được một điều đó là form đề thi có thể thay đổi, nhưng mà cái khung kiến thức thì giữa các đề thi gần như không thay đổi. Những cái phạm trù kiến thức mà 2K9 cần luyện thi, những cái phạm trù kiến thức mà các bạn cần phải chuẩn bị để bước vào luyện giải đề, để chuẩn bị tốt cho cái bài thi vào 10, thì các bạn tham khảo ở bên cuốn trọng tâm kiến thức ôn thi vào 10 ạ. Cái cuốn này cô đi kèm với một cái cuốn trọng tâm, đã tạo thành một cái bộ sách luyện thi vào 10. Cái cuốn trọng tâm là cái cuốn màu hồng mà cô cho anh livestream hỗ trợ các bạn lớp 9 ôn thi vào 10 từ đầu năm đến giờ ấy. Thì còn về kiến thức thì các bạn học trong cái cuốn trọng tâm kiến thức luyện thi vào 10. Thế còn để luyện giải đề thì các bạn học cho cuốn này. Với hai cuốn này bổ trợ nhau tạo thành một cái bộ đề luyện thi vào 10. Tạo thành một cái bộ sách luyện thi vào 10. Với câu số 5 là câu thuộc phạm trù kiến thức về liên từ này. Thì xét cho cô sau, cô có she là chủ ngữ, đúng không ạ? Is là động từ, với là một mệnh đề. Nếu là một mệnh đề thì cô sẽ không chọn ý D. Bởi vì sao? Vì cô có cái lý thuyết là so because cộng với cụm danh từ. Để nhớ, so because cộng với cụm danh từ hoặc là verb in. Chợ thì nó sẽ bằng với cái anh ý B. Chợ bằng với cái anh là because cộng với một mệnh đề mà nghĩa là vì. Vậy đây là một mệnh đề thì cô sẽ không chọn ý D được. Rồi tiếp này, cô sẽ loại tiếp với cái anh ý A và anh ý C này. Thì cô sẽ có ý A với từ sau. Với từ despite, đằng sau nó sẽ cộng với cụm danh từ hoặc là verb in. Thì nó sẽ bằng với từ sau này. Nó sẽ bằng với although cộng với một mệnh đề. Nhá, vậy đây là một mệnh đề thì cô sẽ bỏ ý A. Bây giờ cô còn B và C. Về mặt ngữ pháp thì B và C đều theo sau một mệnh đề. Nhưng mà ý B là bởi vì, với C là mặc dù. Phải xét nghĩa câu này. Dịch là mặc dù cô ấy rất là bận rộn với công việc, nhưng mà cô vẫn dành thời gian với con trai mình mọi buổi tối. Vậy thì xét theo nghĩa như vậy,
Cô chọn được câu đấy của chúng ta là ý C. Ok chưa ạ? Đấy nhá, trong cái câu này cô cho anh sẽ mở rộng một số cái cấu trúc cụm từ cho các bạn. Và trong cái quá trình các bạn luyện giải đề, các bạn cũng chỉ đừng có chăm chăm là chọn đáp án của câu đấy là gì, mà các bạn nên học khai thác từ chính đề của mình. Ví dụ như với cái câu số 5 này, cô có cái cấu trúc sau này. Căn cứ bằng từ be gì, chúng ta có cái cấu trúc sau. Cô biết rồi đây nhé. Cô có cái cấu trúc là be gì, chờ cộng với verb A, bận làm cái gì. Chờ cô lại có cái cấu trúc là be gì, with something, bận rộn với công việc gì. Đó không ạ? Rồi chúng ta lại có cái cấu trúc là spend time cộng với mình, dành thời gian làm gì. Đấy nhá. Cô có động từ admire, nghĩa là ngưỡng mộ. Rồi cấu từ like là giống như. Đấy, tôi thực sự ngưỡng mộ một người mẹ. Tôi thực sự ngưỡng mộ một người mẹ giống như là Hương. Nhờ, dù cô ấy rất là bận rộn với công việc nhưng cô ta luôn luôn dành thời gian nói chuyện với con cái, với con trai của mình mỗi buổi tối. Xong câu số 5 chuyển cô sang câu số 6. Với cái câu số 6 em nhìn thoáng qua bốn đáp án của câu này thì em thấy rằng đây là câu thuộc phạm trù kiến thức về giới từ. Chợ với cái câu kiểm tra kiến thức về giới từ thì nó sẽ có hai cái kiểu kiểm tra. Chợ hoặc là kiểm tra giới từ theo kiểu giới từ in on us, trước thời gian, hoặc là theo cái cấu trúc về giới từ. Vậy thì ở đây bạn xem này, ngày 30 tháng 4. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là ngày 30 tháng 4 nó sẽ là thời gian. Thì bạn nhớ là giới từ in đi với các buổi trong ngày. Cái này cô Trang có giảng cho bạn từ trong cái lần trong cái lúc mà cô Trang chữa cái cuốn trọng tâm kiến thức ôn thi vào 10 rồi đúng không ạ? Giới từ in đi với các buổi trong ngày này, đi với tháng trong năm này. Nhớ giới từ in đi với các buổi trong ngày này, đi với tháng này, đi với năm này, nhận đi với mùa này. Đấy. Thế còn giới từ on thì đi với thứ trong tuần, đi với ngày trong tháng. Chợ giới từ ất đi với giờ đúng, đi với lễ hội, đi với cuối tuần, đúng không? On weekend kiểu như vậy. Vậy thì với câu này bạn sẽ thấy là ngày 30 tháng 4 thì có ngày vào chúng ta sẽ dùng giới từ on. Vậy thì với câu số 6, cô chọn được câu đấy của chúng ta là ý B. Giáo viên hỏi là người Việt chúng ta tổ chức ngày kỷ niệm ngày giải phóng là khi nào? Học sinh trả lời là chúng ta kỷ niệm nó vào ngày 30 tháng 4. Xong vậy thì với cái câu số 6 này thì trong cái câu này chúng ta có thể khai thác một số từ ra để mình học. Nhớ, chúng ta sẽ gặp cái từ sau. Gặp cái từ celebrate, nghĩa là tổ chức. Đúng không ạ? Rồi, xong câu đấy chuyển cô sang với câu số 7. Chuyển câu số 7, em nhìn thoáng qua bốn đáp án của câu này. Thì em thấy rằng đây là câu kiểm tra kiến thức về phần từ vựng. Tại sao mình biết đây là câu kiểm tra kiến thức về phần từ vựng này? Vì bốn từ của chúng ta với bốn nghĩa khác nhau. Vì với cái câu kiểm tra kiến thức về phần từ vựng này, cách làm là chúng ta sẽ xét ngữ cảnh của câu để xem cái chỗ trống chúng ta sẽ cần từ vựng là gì. Giờ sau đó chúng ta xét nghĩa của các phương án. Giờ chúng ta sẽ chọn một phương án nó phù hợp với ngữ cảnh của câu này. Giờ Jack, ngữ cảnh câu này là Jack và Tuấn nói chuyện với nhau. Can you suggest a tourist destination for me when I come to Vietnam? Giờ can you suggest, cô có động từ suggest, nghĩa là gợi ý đề xuất. A tourist destination. Rồi cô có từ tourist là du khách, đúng không ạ? Destination nghĩa là điểm đến. Thì bạn có thể gợi ý một cái điểm đến cho du khách. Rồi là bạn có thể gợi ý một cái điểm du lịch khi mà tới đến Việt Nam không? Thì Tuấn bảo là hang Sơn Đoòng là một trong những cái địa điểm tuyệt vời nhất mà bạn có thể experience, trải nghiệm. Vậy thì với câu này cô sẽ thấy là ý C cơ với từ journey, nghĩa là chuyến đi không phải. Rồi tiếp này xét cho cô với cái anh ý B của chúng ta thì sao? Cho ý B cô có với cái danh từ sau. Với từ expedition. Nhà cô có từ expedition nghĩa là cuộc thám hiểm, đoàn thám hiểm. Vậy ý B cô không phải rồi. Chờ tiếp này bây giờ cô sẽ chỉ còn với cái anh ý A hoặc là anh ý D mà thôi. Cho ý D cô với từ sau. Chờ, với cái từ exploration, từ đấy của chúng ta có nghĩa là gì? Thì cô sẽ có với cái từ đó từ exploration nghĩa là chuyến thám hiểm để nhá. Đúng không? Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là với cái ngữ cảnh của câu này chúng ta sẽ không thể dùng cái từ exploration được. Nghĩa là cô sẽ bỏ ý D. Từ đó cô sẽ chọn được ý A. Ý A với từ destination nghĩa là điểm đến. Vậy dịch là hang Sơn Đoòng là một trong những điểm đến tuyệt vời nhất mà bạn có thể trải nghiệm, bạn có thể thử nghiệm. Trong ngữ cảnh câu này dùng là trải nghiệm, ok. Xong câu số 7 chuyển cô sang câu số 8. Với câu số 8 là câu kiểm tra kiến thức về phần giới từ. Thì với cái câu kiểm tra kiến thức về giới từ như này thì nó sẽ khác với cái câu giới từ 6, cái câu số 6 mà chúng ta làm lúc trước. Với cái câu số 8 này nó sẽ là cái câu theo cái cấu trúc về giới từ.
Chứ theo cái cấu trúc về giới từ thì bạn sẽ căn cứ cho cơ bằng cái từ sau. Căn cứ bằng từ hold. Chúng ta có cái cấu trúc là be hooked on something. Nghĩa là gì? Nghĩa là nghiện cái gì? Nghĩa là say mê cái gì? Nghĩa là gì nào? Bạn nghĩ gì về cái ngôi làng gốm này? Nghĩa là gì là tớ mê mẩn cái ngôi làng gốm này rồi. Nghĩa vậy thì với câu này, cô chọn được câu số 8 là ý C. Sau câu số 8 chuyển cô sang câu số 9. Câu 9 là câu thuộc phạm trù kiến thức về phần đại từ quan hệ. Thứ nhất là em thấy cho cô này, đại từ quan hệ đứng sau dấu phẩy, cô loại trừ ý B, đúng không ạ? Chúng ta có quy tắc là không sử dụng đại từ quan hệ sau dấu phẩy. Rồi tiếp này bạn sẽ xem này, cô bỏ tiếp cái anh ý D bởi vì sao? Bởi vì cái từ là what. Từ này cô nó là từ để hỏi hoặc sử dụng trong mệnh đề danh từ chứ không phải trong mệnh đề quan hệ. Ở đây em thấy là có từ stands, nhỡ có từ organize, hai động từ chính, vậy chúng ta sẽ phải sử dụng mệnh đề quan hệ. Đây là ý D của chúng ta không đúng. Bây giờ cô sẽ còn ý A hoặc là ý C. Vậy thì đại từ quan hệ who thay thế danh từ chỉ người. Thì là đại từ quan hệ which đứng sau danh từ chỉ vật. Đóng vai trò làm chủ ngữ tân ngữ ở câu. Who thì đứng sau danh từ chỉ người, đóng vai trò làm chủ ngữ tân ngữ ở câu. Vậy thì với câu số 9 này, em xem cho cô xem mà nó là chỉ người hay chỉ vật. Và em sẽ phải dịch nghĩa của câu này. Nhớ dịch cái sau này. Bạn có biết PGA là gì không? Thì là PGA, nó là viết tắt của Hiệp hội Golfer chuyên nghiệp, nhận tổ chức cái giải golf uy tín hàng năm. Vậy đây sẽ là tên của một tổ chức. Vậy tên tổ chức chúng ta sẽ không thể dùng đại từ quan hệ là who được. Vậy cô sẽ dùng là which. Ok. Sau câu số 9 chuyển cô sang với câu số 10. Chờ câu số 10 của chúng ta là câu thuộc phạm trù kiến thức về phần từ vựng nhá. Thì cô có như sau này, cô có động từ ask là hỏi, động từ look là nhìn, tìm. Chứ là động từ find là tìm, động từ surf là lướt. Vậy thì cô sẽ thấy được là với cái câu này của chúng ta ấy, bạn sẽ căn cứ cho cô bằng cái từ sau nhá. Bạn căn cứ cho cô bằng cái từ internet. Chứ và chúng ta có một cái cụm từ cố định, bạn thừa nhận cái cụm từ đó cho cô. Chứ đó là cụm từ là surf. Nhớ cô có cụm từ là surf the internet, nghĩa là gì? Lướt web, đúng không? Lướt mạng. Đấy. Về theo cái cụm như vậy thì cô dễ dàng chọn được câu đấy của chúng ta là ý A. Thì câu số 10 nó dịch như nào đấy ạ? Chúng ta dịch là công ty của bạn đúng đã quy định cái việc sử dụng internet như nào. Nhờ là trong công ty của tôi thì không ai được phép đúng không ạ lướt mạng khi mà đang làm nhiệm vụ. Cô có cái cấu trúc là be on duty, đang làm nhiệm vụ, đang làm việc. Cô lại có cái cấu trúc là be allowed, to do something, được phép làm gì. Xong câu số 10 chuyển cho cô sang với câu số 11. Dạ, với cái câu số 11 em xem cho cô đi rồi. Dạ, em thấy cho cô động từ cô là e hoping. Đây là động từ chính của câu rồi. Trong một câu chỉ có một động từ là động từ chính thôi. Dạ, sau này trong cái câu mà đã có động từ chia động từ chính rồi thì động từ còn lại cô sẽ chia theo cái cấu trúc. Vậy thì cấu trúc của nó gì? Em sẽ căn cứ bằng từ sau. Căn cứ bằng từ hope. Ok, chúng ta có cái cấu trúc là hope cộng to verb hy vọng làm gì. Vậy thì với câu 11 cô chọn được câu đấy là ý D. Nhờ bố hỏi là Darren hy vọng gì cho cái kỳ thi sắp tới. Mẹ bảo rằng là thằng bé hy vọng là câu số 11 chúng ta cô dịch lại câu này nhé. Câu 11 là bố với mẹ nói chuyện với nhau. Bố hỏi là Darren hy vọng gì sau khi cái Darren hy vọng gì sau cái kỳ thi sắp tới. Mẹ bảo là con mình đang mong đợi một tuần nghỉ. Vậy thì cô sẽ chọn được câu số 11 là ý D. Chúng ta có cái cấu trúc là have a week off. Cô có cái cụm từ là have a week off, nghĩa là có một tuần nghỉ. Have a day off, có một ngày nghỉ. Được không ạ? Xong câu số 11 chuyển cô sang với câu số 12. Với cái câu số 12, em nhìn thoáng qua bốn đáp án của câu này thì em thấy rằng đây là câu kiểm tra kiến thức về phần từ vựng. Chợ đầu tiên cô cho anh sẽ xét ngữ cảnh của câu này trước. Thì nghe sau này. Cô có từ artist, nghĩa là nghệ sĩ. Cô có từ get, là lấy ideas, là ý tưởng. Dịch là nghệ sĩ thì lấy ý tưởng cho tác phẩm của mình như thế nào. Nhớ. Và nếu cô với từ work, từ này cô nếu là danh từ không được, nó nghĩa là công việc. Thì còn nếu danh từ số nhiều thì nó nghĩa là công trình, là tác phẩm. Vậy thì cô phải dịch là nghệ sĩ lấy ý tưởng cho tác phẩm của mình như thế nào. Chứ ở vậy xem cho cô này, khoa sẽ loại như sau vậy dịch à? Giấc mơ có thể là nguồn cái gì của họ. Vậy xem cho cô nhé. Ý A chúng ta có từ sau này, cứ có từ convenience, từ đấy của chúng ta có nghĩa là sự tiện lợi, sự thuận lợi. Và ý A của cô không phải rồi, đúng ạ? Rồi, xét tiếp như vậy với cái anh ý B. Chứ ý B của chúng ta từ này có nghĩa là gì?
Cô có từ advantage, từ đấy của chúng ta có nghĩa là ưu điểm, là thuận lợi, là lợi thế. Vậy anh ý B của chúng ta cũng không phải. Thì ý D với từ entertainment nghĩa là giải trí, không phải. Vậy thì bằng phương pháp loại trừ, cô sẽ chọn được đáp án của câu đấy sẽ phải là anh ý C. Vậy thì cái anh ý C của chúng ta với nghĩa là gì thì cô có từ sau. Với từ inspiration nghĩa là nguồn cảm hứng. Nhớ, vậy thì cô sẽ chọn được câu đấy là ý C. Hay dịch là ước mơ, đúng không? Giấc mơ có thể là nguồn cảm hứng của họ. Nhớ, tức là họ sẽ lấy cảm hứng từ trong giấc mơ. Xong câu số 12 chuyển cô sang câu số 13. Câu 13 và câu số 14 là dạng về tình huống giao tiếp. Xét tình huống này. Tình huống ở đây là Peter và Steven, đúng không? Đang nói chuyện qua điện thoại. Peter bảo, I'm sorry, tôi xin lỗi Steven. Nhưng tôi không thể đến bữa tiệc vào ngày mai được. Vậy thì bạn kia bạn sẽ đáp lại như nào? Everyone is expecting you to come. Giờ chúng ta có cái cấu trúc expect somebody to do something. Nhờ, mong chờ ai đó làm gì? Là mọi người đều sẽ mong đợi bạn đến. Yeah, cô là thank you. Chứ bạn kia bạn đang cáo lỗi là bạn không thể đến bữa tiệc của mình được, không thể là cảm ơn được, đúng không ạ? Ý là B với từ don't worry, đừng có lo, để an ủi ai đó khi người ta gặp vấn đề gì đấy. Vậy thì không phải. Chứ ý C với I agree, mình đồng ý, không phải. Thì cô sẽ chọn ý D. Ý D là what a pity, thật là đáng tiếc, tiếc quá, đúng không ạ? Như là gì ạ? Tiếc quá, mọi người đều mong cậu sẽ đến. Xong câu 13 chuyển cô sang câu 14. Chờ câu số 14 xét cho cô tình huống của cái câu này của chúng ta. Thì bạn thấy là tình huống ở câu này là như sau. Chờ Sarah nói chuyện với Rose sau lớp học. Chờ Sarah hỏi là, Sarah bảo là cái đôi giày mà bạn đang đi đẹp quá. Nhớ gì cả? Cái đôi giày hôm nay bạn đi đẹp quá. Vậy đây là lời khen. Vậy đáp lại lời khen chúng ta sẽ đáp lại như nào? Nhờ, yeah. Yeah, so am I. Tôi cũng vậy, không phải. Ý D là sai rồi, không phải. Đúng không ạ? Ý A là you are right. Bạn đúng rồi, bố tôi mua cho nó vào ngày sinh nhật của tôi. No, sorry, bố tôi mua nó cho tôi vào ngày sinh nhật của tôi. Vậy yeah, cô không phải. Vì cô sẽ chọn được câu 14 của chúng ta là ý C. Nhờ, ý C gì cả? Cảm ơn cậu vì lời khen. Chợ bố mình đã mua cho mình nhựa vào ngày sinh nhật đấy. Xong câu số 14 chuyển cô sang với cái câu số 15. Chợ câu số 16. Chợ với câu số 15 và câu số 16 thì bạn thấy được là với cái dạng kiểu này nó là dạng mà gọi là đọc biển báo, đọc chỉ dẫn. Đúng ạ nhá. Từ câu 16, câu 15 và câu 16 thí sinh chỉ viết mẫu từ A, B hoặc CD cho đại diện câu trả lời. Tức là chỉ còn khoanh đáp án thôi. Chợ với cái câu số 15 người ta bảo là cái biển báo này nói cái gì? Đấy. Vậy thì cô thấy rằng là có không phải là riêng đề của Sở Hồ Chí Minh đâu, đề của một số tỉnh nữa cũng có cái dạng câu kiểu như này. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là nhìn vào cái biển này mình sẽ thấy được là quy định là xe không được phép rẽ phải. Đấy nhá. Vậy thì bạn sẽ thấy được là ý là cô là không, nhờ gì là không được phép rẽ phải. Vậy thì cô sẽ chọn đáp án là ý A luôn. Nhờ, ý B cô là cấm quay đầu xe đối với phương tiện giao thông, không phải, đúng không ạ? Nhưng mà ý C cô là cấm rẽ trái. Vậy D của cô đó là người đi bộ không được phép rẽ phải. Vậy anh ý D của chúng ta không phải rồi. Sau câu 15 chuyển cô sang câu số 16. Cái dạng bài kiểu này thì ở trong cái cuốn trọng tâm kiến thức ôn thi vào 10 cô cho anh có cho các bạn luyện cái dạng này đấy. Các bạn có thể tham khảo trong đó để luyện thêm nhé. Nhờ với cái câu số 16 người ta hỏi là cái lá thư đó cho chúng ta biết về điều gì? Nhờ Lither. Nhờ bây giờ em sẽ phải đọc cho cô cái lá thư này để xem là cái lá thư này cho chúng ta biết về điều gì. Điều gì cả? Lither. Mẹ đi từ sớm rồi. Nhờ, vậy chị có thể đánh thức em lúc 7 giờ khi chị đi làm được không? Chờ em không được đi học muộn nữa. À nhá, gì cả? Đi giờ, mẹ đã đi từ sớm rồi. Nhờ vậy chị có thể đánh thức em dậy vào lúc 7 giờ khi mà chị đi làm được không? Chờ em không được phép đến trường muộn nữa. Cô có cái cấu trúc là be late for something, muộn cái gì? Chờ cấu trúc là mơn sơn cộng với nguyên dạng không được phép làm gì? Cô có cụm từ leave for, nghĩa là rời khỏi tới đâu. Nhá. Rồi vậy thì cái lá thư này muốn nói cho chúng ta biết về cái gì? Chờ, Ben muốn thuyết phục Lizard đưa anh ấy đến trường vào sáng mai, có phải không ạ? Không phải. Chờ, trong cái câu này chúng ta có cái cấu trúc sau này. Nhớ, cô có với cái cấu trúc là persuade. Nhờ somebody to do something, thuyết phục ai đó làm gì. Vậy sắc thái của câu này không phải là thuyết phục nên cô sẽ không chọn ý A. Đọc lại này. Lizard, mẹ đi từ sớm rồi. Vậy chị có thể đánh thức em dậy lúc 7 giờ khi chị đi làm được không? Vì em không thể đi học muộn nữa. Vậy thì với câu này không phải là thuyết phục nhưng cô sẽ không chọn ý A. Chờ ý B chúng ta có cấu trúc là would like somebody do something, muốn ai đó làm gì. Thì ở Ben muốn Lisa là đánh thức anh ấy dậy vào sáng mai. Vậy ý B của chúng ta đúng. Nhớ. Rồi tiếp này ý C chúng ta có cái cấu trúc là remind, nghĩa là nhắc nhở, gợi nhớ. Vậy dịch là Ben đang nhắc Lisa rằng là họ cần phải thức dậy sớm vào sáng mai. Vậy ý C của cô không phù phải rồi, đúng không ạ?
Thì đây là Ben muốn thuyết phục mẹ mình đánh thức anh ấy dậy vào sáng vào 7 giờ sáng mai, không phải. Vậy thì với câu này cô chọn được ý B em nhé. Chờ xong chuyển cho cô sang với cái dạng bài tập sau. Hai cái bài tập đọc hiểu để lại. Nhờ cô cho anh, nếu không kịp thời gian cô cho anh sẽ quay video và cô cho anh sẽ đăng ở trong cái mục trong cái mục khóa trong cái mục sách 40 đề luyện thi vào 10 trên môn để các bạn tham khảo. Bây giờ cô sẽ chữa cái dạng bài từ câu số 29 trở đi. Nhờ với từ câu số 28 đổ về trước nó sẽ là dạng trắc nghiệm. Nhờ thì cái câu số 29 trở đi nó sẽ là ở cái dạng tự luận nhá. À từ từ này. Ở cái dạng bài tập ở cái dạng đọc hiểu này của chúng ta này. Nhớ, ở dạng đọc hiểu này nó có cả tự luận, xem nhận, xem lẫn trắc nghiệm đấy ạ. Nhớ, thế còn từ câu số 29 trở đi thì cô là tự luận hoàn toàn. Thì với cái câu số 29 tới câu số 34, nhớ, đây là cái dạng về word form, nhớ, dạng về từ loại. Nhớ, đề cái cô thấy rằng là sở này họ cho cái dạng bài tập tự loại khá là nhiều. Bình thường thì cô thấy khoảng là 4 4 câu thôi, đúng không? 4 5 câu, 4 câu gì đấy thôi. Đấy nhá, hoặc là 3 4 câu đổ lại thôi. Nhưng mà ở giờ này có tận 6 câu nên và thường cái phần từ loại học sinh rất là dễ bị mất điểm này. Chợ với cái câu số 29. Chợ đầu tiên để làm được cái câu về dạng từ loại, để làm được cái dạng về từ loại này thì em phải xét cho cô xem là chỗ trống em cần từ loại là gì đã. Được không ạ? Rồi xét cho cô nhé. Nhờ bạn sẽ xem cho cô như sau, bạn thấy được là chúng ta có từ đằng sau này. Đó, cô có từ water. Đó, được không ạ? Cô có từ water là nước, nó là danh từ. Nhờ phía trước em thấy có từ cold là lạnh. Nhờ cô có từ từ clear nghĩa là sạch. Đúng không ạ? Là rõ ràng. Vậy thì bạn sẽ thấy được là từ cold là tính từ, từ clear là tính từ và từ water là danh từ. Vậy chúng ta sẽ suy ra là trước danh từ là tính từ. Và đây là các danh từ cùng các liệt ở đằng trước nó là liệt kê các danh từ các tính từ nhá. Cô nói lại này. Cô căn cứ bằng water là danh từ. Thì cô có quy tắc là trước danh từ là tính từ. Đấy nhá. Trước danh từ là tính từ và có thể có nhiều tính từ đứng cạnh nhau để bổ nghĩa cho danh từ. Đúng không? Nhớ cold water, nước lạnh này. Đúng không? Clear water, nước sạch này. Chợ và nước gì nữa? Nhớ clear có thể dịch là nước trong cũng được. Vậy chú dịch là cá hồi hoang dã cần nước lạnh này. Đúng không? Cần nước trong này. Và các loại nước làm sao để mà có thể sống sót? Vậy thì cô suy ra được ở đây cô cần tính từ. Mà cô có cái động từ sau này. Ở đây đang là động từ nhá. Với từ pollute. Đúng không? Cô có động từ pollute nghĩa là gây ô nhiễm. Danh từ của nó là từ pollution nghĩa là sự ô nhiễm. Đúng không ạ? Bây giờ em sẽ phải đổi cho cô về tính từ cơ. Vậy tính từ của nó là từ gì? Thì cô có với từ sau này. Với từ pollute nghĩa là bị ô nhiễm. Nhưng mà đây phải là cá hồi để mà có thể tồn tại được. Nó phải là cái nguồn nước không bị ô nhiễm cơ. Vậy bạn sẽ thêm cho cô tiền tố un ở phía trước. Nó sẽ là unpolluted nghĩa là không bị ô nhiễm. Rồi vậy thì unpolluted sẽ là đáp án của câu này em nhé. Rồi với câu số 30 này, em xác định cho cô xem chỗ trống em cần từ loại là gì. Chứ không bao giờ căn cứ bằng very. Bởi vì từ này cô là từ trạng từ thêm sắc thái cho tính từ hoặc cho trạng từ. Nên là không căn cứ bằng từ này. Căn cứ cho cô bằng be. Chúng ta có quy tắc là sau to be cộng với tính từ. Xét cho cô này. Xét cho cô xem là cái từ này của chúng ta đang là từ loại gì đã. Thì cô có từ sau. Giờ cô có từ compete. Nhớ, cái này cô là động từ, nghĩa là cạnh tranh, nghĩa là ganh đua. Chợ, và nó sẽ đổi sang danh từ thành cuộc thi. Bạn nào biết cái cuộc thi của nó sẽ có, nó sẽ viết là gì đây ạ? Giờ, đổi thành từ competition, nghĩa là cuộc thi. Giờ, đổi thành competition là cuộc thi em nhé. Rồi, nhưng ở đây cô không cần danh từ, cô cần tính từ cơ. Vậy em sẽ đổi tiếp cho cô nào xem tự loại. Nếu mà để làm được cái dạng bài này, bạn sẽ phải học cái bộ từ của nó. Đúng không ạ? Cô có với tính từ của nó. Nó sẽ là comparative. Chợ competitive. Thế nhá. Đấy, nghĩa là có tính chất cạnh tranh, có tính chất ganh đua. Vậy xem này, dịch là cái giải bóng đá của năm nay thực sự rất là, đúng không ạ? Rất là cạnh tranh. Nhờ vậy thì cô sẽ thấy được là ở vị trí này cô điền tính từ nên cô sẽ điền được vào đây với từ. Với từ competitive. Ok không ạ? Rồi. Xong câu đấy nhá. Với câu số 31 của chúng ta thì sao? Với câu 31 lại đứng ở đầu câu ngăn cách với mệnh đề chính. Vậy nó sẽ phải là thành phần trạng ngữ của câu. Trong khi đó bạn thấy rằng là từ này của chúng ta, cái từ trong ngoặc ở cuối câu này, đó là từ có duration. Thì bạn nhớ cô là từ có duration là đuôi của danh từ. Vậy thì em sẽ phải biến đổi cho cô cái từ đấy về trạng từ. Được không ạ? Bây giờ xem này. Với từ tradition đang là danh từ. Bây giờ em phải biến đổi cho cô về tính từ đã.
Tính từ của tradition là traditional. Thêm đuôi ồ cho cô nhé. Đúng rồi. Và bây giờ em lại từ tính từ đổi thành trạng từ. Chúng ta có quy tắc là tính từ mà cộng với đuôi ly thì sẽ tạo thành trạng từ. Đúng ạ. Vậy thì bạn sẽ đổi cho cô thành cái từ sau. Đổi thành từ traditionally. Đúng ạ. Đổi thành từ traditionally nghĩa là gì? Truyền thống, theo truyền thống đúng không ạ? Rồi là theo truyền thống thì áo dài được mặc bởi cả nam và nữ. Rồi xong câu 31 chuyển cô sang câu số 32. Trở với cái câu số 32. Cho em xem cô này. Ở đây cô có từ cost. Nhớ với cái từ cause, anh này của cô là động từ. Vậy thì phía trước động từ của chúng ta sẽ phải là chủ ngữ. Mà chủ ngữ thì phải là danh từ. Nhá, danh từ mới làm chủ ngữ của câu được. Nhớ, vậy thì bây giờ em xem cô này. Cô đang có với cái từ đó là từ kind. Từ đấy là tính từ, đúng không ạ? Cô có từ kind, từ này cô là tính từ nghĩa là sự tử tế, sự tốt. À sorry, cô có từ kind là tính từ nghĩa là tử tế, là tốt bụng. Bây giờ sẽ phải đổi cho cô về danh từ, thì đổi thành từ sau. Nhớ, danh từ bạn đã biết đổi danh từ của từ này ạ? À? Đổi cho cô thành từ sau. Đổi thành từ kindness nghĩa là sự tử tế, sự tốt bụng. Nhớ, và vị trí của cô 32 điền cho cô từ này. Về dịch là cái sự tử tế, rồi là lòng tốt thì chả mất gì cả. Nhưng mà lại có, đúng không ạ? Nhưng mà lại có ý nghĩa rất lớn đối với người mà nhận nó. Nhớ, sau 32 chuyển cô sang câu số 33. Trở với câu số 33, chúng ta sẽ xét cho cô thành phần ở phía trước của chỗ trống. Trở ở chỗ trước trống thì bạn sẽ thấy có mặt của cái từ sau. Với từ breeding. Chờ bạn nhớ cô là với cái từ breeding. Nhờ bạn ấy là đứng sau giới từ of này. Đứng sau giới từ thì có thể là danh từ, có thể là verb. Nhớ, nhưng mà nhớ cô ấy, nếu phía sau cái từ này của chúng ta mà có tân ngữ, vậy bạn thấy là phía sau cô danh từ là đóng vai trò tân ngữ này, thì cái này của cô sẽ đóng vai trò là danh động từ thôi. Vậy thì cô sẽ hiểu rằng là với từ breeding, anh này cô nó sẽ là động từ breed thêm đuôi ing vào, nhớ, nghĩa là nhân giống. Nhớ, chúng ta có cái cấu trúc là be famous for something, nổi tiếng vì cái gì. Vậy là cái cô này nổi tiếng vì cái chương trình nhân giống những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Vậy cô có cái cấu trúc là breed somebody something. Nhân giống cái gì, nhân giống ai, đúng không ạ? Vậy thì cô sẽ thấy được là phía sau của cô là một cụm danh từ. Căn cứ bằng từ animals là danh từ. Thì cô lại áp dụng quy tắc là trước danh từ là tính từ. Nếu là tính từ thì bây giờ em xét cho cô xem là cái từ trong chỗ trống của chúng ta là từ loại gì. Thì cô có từ sau. Vậy từ danger nghĩa là sự nguy hiểm. Nhớ, cái này thì ở trong nhóm 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 kín của cô trai ấy, cái nhóm luyện thi 9 và 10 ấy, cô trai có cho các bạn học những cái nhóm từ này rồi, đúng không ạ? Học thông qua cái việc mà các bạn học từ vựng hàng ngày. Như là chúng ta sẽ có từ danger là danh từ này, chuyển sang cô có từ endanger, cái này của chúng ta là động từ nghĩa là gây nguy hiểm. Nhớ. Rồi bây giờ em phải đổi cho cô về tính từ cơ, thì có rất là nhiều bạn nghĩ đến cái tính từ sau. Như là nghĩ đến từ danger. Như là từ này của cô đúng là tính từ nhưng nó nghĩa là nguy hiểm. Không phải là nhân giống những loài động vật nguy hiểm mà là nhân giống những loài động vật mà có nguy cơ tuyệt chủng cơ. Đấy, nên là bạn sẽ phải nhớ là cái việc mà chúng ta xác định được tính từ nhưng còn phải xét cho cô cả nghĩa của nó nữa cơ. Nhớ, nên là bạn sẽ phải đổi cho cô thành từ sau. Cô có từ endangered. Ok. Với từ endangered. Ok, như này mới là có nguy cơ tuyệt chủng. Đó vậy, cô sẽ có từ endangered kèm với từ animals. Những loài có nguy cơ tuyệt chủng. Vậy thì ba ba điền cho cô từ này em nhé. Sau này chuyển cô sang với câu số 34. Với câu số 34, chúng ta xét cho cô xem là sau cái động từ is của chúng ta là từ loại gì? Dịch là người bạn thân nhất của tôi. Sorry, cái bộ sưu tập. Sorry, dịch là với từ hobby là sở thích. Là gì cả? Sở thích mới của người bạn thân nhất của tôi là sưu tầm những cái đồng tiền nước ngoài. Đồng tiền xu nước ngoài. Dịch là sở thích mới của người bạn thân của tôi là sưu tầm tiền nước ngoài. Vậy thì bạn sẽ thấy được là ở đây gì cả? Là sưu tầm. Thì bạn nhớ là sau cái to be này của chúng ta thì em sẽ dùng cái động từ verb in. Nhớ. Nhớ. Và verb in trong cái trường hợp này sẽ đóng vai trò là. Nhớ. Trong cái verb in trong trường hợp này sẽ đóng vai trò nó là phần từ. Nhớ. Thì cô sẽ thấy được là ở đây cô sẽ điền được cái từ collect. Đổi cho cô thành verb in của nó sẽ là từ collecting. Nhớ. Collecting. Được không ạ? Ok chưa? Xong chưa, xong chưa? Ấy nhá. Rồi, xong bài đấy của chúng ta chuyển cho cô sang với cái dạng bài tiếp theo của cô này. Nhá. Cô có câu số 35 và câu số 36. Đây là dạng bài họ yêu cầu em là rearrange. Rồi cô có từ arrange là sắp xếp. Bây giờ cô có từ rearrange, nghĩa là sắp xếp lại. Chứ là sắp xếp lại nhóm các từ theo cái thứ tự đúng để tạo thành câu hoàn chỉnh.
Vậy cô thấy rằng là đề thi của Sở Hồ Chí Minh rất là hay, bởi vì là trong một đề đấy đúng không? Họ ấy vận dụng được rất là nhiều các dạng bài tập khác nhau đấy nhá. Ví dụ này, trong bài tập đọc hiểu này nhá, trong bài tập đọc hiểu này, một số tỉnh thành chỉ có dưới cái dạng trắc nghiệm thôi, nhưng mà đề này của tỉnh này thì lại có cả dạng tự luận cả dạng trắc nghiệm đấy, đúng không? Đấy nhá. Thế còn ở trong cái dạng, ví dụ trong đề thi thì có cả dạng bài về từ loại này, đúng không ạ? Rồi dạng bài viết lại câu này, dạng bài viết lại câu này, có dạng bài viết lại câu dùng từ gợi ý này, nhá, có cái dạng là sắp xếp từ để tạo thành câu hoàn chỉnh này, đấy nhá, đề rất là hay. Để xem cô này, yêu cầu đầu bài họ chỉ bảo em là sắp xếp từ để tạo thành câu thôi, chứ không phải là sử dụng những từ gợi ý để viết thành câu hoàn chỉnh. Vậy thì với cái dạng sắp xếp này có nghĩa là chúng ta sẽ không được phép thêm bớt từ, mà chúng ta sẽ xếp làm sao đúng trật tự thôi. Để nhớ này, bạn nhớ cô là thường là như đầu câu của chúng ta sẽ phải viết hoa. Vậy từ đó cũng sẽ suy ra được là cái câu này chúng ta sẽ viết lại bắt đầu bằng giờ. Ok. Rồi sau đấy từ gì ạ? New. Xong chưa? Rồi tiếp theo này, em sẽ hạ tiếp cho cô theo cái cụm như vậy thì hạ nguyên tiếp xuống cho cô với cái từ đó là từ, với từ appliance hạ xuống cho cô. The new appliance. Dịch là cái ứng dụng mới này. Đúng không ạ? Tiếp tục cho cô đi ạ. Dịch là cái thiết bị mới này, đúng không ạ? Không chỉ, vậy bạn sẽ thấy rằng là câu này chúng ta sẽ có cái cấu trúc là not only but also. Vậy thì cô thấy được là cái từ not chắc chắn sẽ đi về only. Nhớ, vậy từ does phải đứng trước. Thì cô sẽ viết được là does. Not only. Not only là một cụm viết liền với nhau, đúng không ạ? Mà nhớ cho cô là khi mà em đã dùng trợ từ thì động từ của chúng ta nguyên dạng không chia. Ở đây chúng ta có hai động từ nhất là từ work nguyên dạng, động từ sau của cô thêm s. Vậy thì cô sẽ suy ra được là ở đây cô cần động từ nguyên dạng là cô sẽ viết từ work. Ok không ạ? Rồi effectively. Effectively. Rồi sau đó đến gì ạ? But also. But also. Rồi còn một cụm nữa thôi là từ save. Energy. Nhá, chấm xong câu đấy của chúng ta. Dịch là cái ứng dụng mới này không chỉ hoạt động hiệu quả mà còn tiết kiệm năng lượng nữa. Rồi xong câu đấy chuyển cô sang với câu số 36 tương tự như vậy. Trở với cái câu số 36 bạn cũng nhớ cho cô là đầu câu thì phải viết hoa, vậy cô sẽ có như sau. Trở in winter. Vào mùa đông. Ok chưa? Phẩy. Rồi tiếp cho cô in winter. Trong câu của chúng ta không có dấu phẩy thôi, không cần nữa. In winter. Rồi tiếp là cô sẽ có như xem nhá. Hà Nội này, the này, in Ho Chi Minh City, warmer. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là cái này sử dụng đúng hiểu biết của em thôi. Nhựa vào mùa đông thì Hồ Chí Minh phải ấm hơn Hà Nội rồi, đúng không ạ? Vậy thì với cái câu này, từ tiếp theo của chúng ta viết lại sẽ phải là gì đây ạ? It warmer. Rồi nhá. Ấm hơn ở đâu? In Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City. Vâng gì nữa? Vâng in Hà Nội. Ok không ạ? In winter, it is warmer in Ho Chi Minh City. Vâng in Hà Nội. Ok chưa? Được không ạ? In winter, it is warmer in Ho Chi Minh City than in Hà Nội. Chợ in winter này. Đúng không ạ? In winter. It is warmer. Đây rồi, đúng không ạ? In Ho Chi Minh City. In Ho Chi Minh City than in Hà Nội. Thế là cái này, câu này của chúng ta. Để bạn cho cô thêm cái từ in vào đây nữa nhé. Đúng không ạ? Rồi, xong này. Cô có với câu số 37, 38 và 39. 37, 38, 39, 40 này. Thì bạn sẽ xem cho cô như sau. Câu 37 yêu cầu viết lại bằng if là câu điều kiện. Hiện xem cho cô xem câu này cháu sẽ viết, viết bằng điều kiện lại mấy nhé. Là chúng ta có từ change là thay đổi. The way you learn vocabulary. Thay đổi cách bạn học từ vựng. Bạn có thể cải thiện được tiếng Anh của mình. Vậy thì với câu này là điều kiện mà nếu mà em dùng điều kiện thì chúng sẽ dùng điều kiện mà có thật có thể xảy ra được, đúng không ạ? Hãy thay đổi cái cách bạn học từ vựng và bạn có thể cải thiện được tiếng Anh của mình. Vậy là nếu như bạn thay đổi cách học từ vựng thì bạn có thể cải thiện tiếng Anh của mình. Vậy thì câu này cô sẽ dùng điều kiện loại một thôi. Điều kiện loại một có cái công thức là if cộng với chủ ngữ cộng với verb chia thì hiện tại đơn. Mệnh đề còn lại chủ ngữ cộng với will. Ok hoặc là can. Cộng với verb nguyên dạng. Vậy thì cô sẽ viết được câu này sau. If you change the way you learn vocabulary. Phải, đúng không ạ? You can
chấm chấm chấm. Ok. Rồi với câu số 38 em nhìn này. Nhờ đây là câu trực tiếp sang câu gián tiếp. Chợ đầu bài yêu cầu em viết lại bằng suggest. Chúng ta có cái cấu trúc là suggest cộng với verb in gợi ý đề xuất ai đó cùng làm gì với mình. Cô lại có cấu trúc là suggest cộng với that. Ok, cộng với chủ ngữ cộng với should. Có cũng được, không có cũng được. Đằng sau cộng với verb nguyên dạng gợi ý đề xuất cho ai đó làm gì. Trợ dịch là tại sao chúng ta không thu gom những cái chai rỗng này để tái chế nhỉ? Robert nói. Phiên dịch là Robert, đúng không ạ? Gợi ý rằng là những cái chai không đó, những cái chận chai rỗng đó lên được thu lượm lại để tái chế. Vậy thì cô thấy như sau rồi. Yêu cầu đầu bài viết lại bằng those. Vậy cô sẽ phải viết tiếp từ theo là empty. Đúng không ạ? Bottles. Đấy nhớ. Đúng không ạ? Vậy bạn sẽ nhớ được là nếu như mà viết như này thì cô sẽ phải dùng bị động của vế sau đấy. Đúng không ạ? Yeah, bottles. Rồi, tiếp nhá. Dạng chủ động của nó là chủ ngữ cộng với should, cộng với nguyên dạng. Vậy dạng bị động của nó sẽ phải là should. Em coi như kiểu bị động của đúng với thiếu đi ạ. Should. Thì đằng sau cô sẽ còn gì ạ? Be verb phân từ hai, đúng không ạ? Be collected. Nhớ, for recycling. Xong câu đấy của chúng ta. Ở xong câu số 38, chuyện cô sang với câu số 39. Với câu số 39, em xem cho cô như sau này. Nhờ cô có because cộng với một mệnh đề, nhỡ phẩy một mệnh đề. Bởi vì Tôm lười nên anh ta không thể được điểm tốt ở trường. Vậy là cô ấy sẽ biết là Tôm rất là lười, vì thế mà anh ta không được điểm tốt ở trường. Vậy thì với câu này chúng ta sẽ phải viết lại theo cái cách dịch như vậy nhá. Bởi vì Tôm lười nên anh ta không được điểm tốt ở trường. Vậy là Tôm rất lười vì thế mà. Vậy cô sẽ đổi từ because thành từ so, đúng không ạ? So he can't. Yeah, so he can't get good marks. Yeah, chấm 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 đằng sau. Xong câu đấy chuyện cô sang với câu số 40. Với cái câu số 40, vậy câu 39 là câu thuộc phạm chủ kiến thức phần liên từ em nhé. Trở với cái câu số 40 chúng ta có này, với cái động từ sau đó là từ love. Bạn nhớ cho cô này. Với từ love, từ này của cô vừa là danh từ vừa động từ. Trong ngữ cảnh của cô này đứng sau chủ ngữ, vậy nó sẽ phải là động từ. Thì bạn lưu ý cho cô có cái cấu trúc sau này. Với cái cấu trúc là love, đằng sau nó có thể cộng với to verb, có thể cộng với verb in đều được, nghĩa là thích làm gì. Chờ, vậy thì với câu dịch là cái anh này thích chơi bóng sau khi tan học. Vậy thì em sẽ viết lại cho cô, viết lại theo từ gợi ý nhá. Thì từ gợi ý trong câu này của chúng ta, người ta cho em sẵn cái từ. Với từ fond, em sẽ nhớ từ cái cấu trúc là be fond. Nhờ doing something, thích cái gì, thích làm gì. Chờ, vậy thì cô sẽ có là e fond. Nhờ sau đó cậu bơi động từ play đổi thành playing. Nhờ chấm 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 hết câu. Cô cho anh xin phép đính chính một xíu với cái câu số 36 này. Với cái câu số 36 thì chúng ta hoàn toàn có thể viết là in winter it is warmer in Ho Chi Minh City than Hà Nội. Và bạn sẽ hiểu rằng là in Ho Chi Minh City, in dùng chung cho cả Ho Chi Minh City và Hà Nội. Thì chúng ta có thể không dùng giới từ in này cũng được. Vậy đề của chúng ta không sai, không cần phải thêm in này nữa. Đấy nhá, hiểu không ạ? Tức là chúng ta sẽ dùng cả cụm là in Ho Chi Minh City than Hà Nội. In sẽ dùng chung cho cả Ho Chi Minh City và Hà Nội em nhé. Đó không ạ? Đúng không ạ? Rồi, tạm thời như thế đấy nhé. Cô cho anh còn hai bài đọc nữa. Thôi được rồi, để cô cho anh chữa lốt cái bài tập đọc điền này cho em này. Để các bạn chịu khó ngồi khoảng 5 phút nữa, cô cho anh chữa lốt cái dạo bài tập đọc điền này. Thế còn dạo bài tập đọc hiểu thì hoặc là các bạn sẽ tham khảo cái phần lời giải chi tiết, hoặc là cô cho anh sẽ quay video và cô cho anh sẽ đăng ở trên môn để các bạn qua xem nhé. Ok, nào bây giờ cô sẽ chữa từ câu số 17 tới câu số 22 với dạo bài tập đọc điền khoảng là 50 chúng ta nghỉ. Nhớ bây giờ là đúng không? Bây giờ là 43 rồi đúng không ạ? Khoảng 50 chúng ta nghỉ được không ạ? Rồi xem này. Với dạng bài tập đọc điền thì cô Trang vẫn bảo học sinh của mình là cái dạng bài tập này phần thông tin nó bị khuyết. Vì vậy mà cách làm chúng ta sẽ không làm theo phương pháp đọc dịch đoạn văn nhá. Bởi vì thông tin trong đoạn văn nó bị khuyết thì chúng ta không làm theo phương pháp đọc dịch đoạn văn, mà chúng ta sẽ nhìn vào câu hỏi trước. Tùy vào từng dạng câu hỏi khác nhau chúng ta sẽ có hướng làm khác nhau. Với câu số 17, ý A với từ view, từ đấy nghĩa là quan điểm. Chợ ý B với từ opinion nghĩa là quan điểm ý kiến, từ idea là ý tưởng. Rồi, thế còn với cái anh ý D của chúng ta, từ này có nghĩa là gì? Ý D với cái từ đó từ với từ prospect, từ đấy của chúng ta có nghĩa là viễn cảnh, là triển vọng. Vậy thì với cái câu số 17 này, sau khi chúng ta xác định được nghĩa của các từ rồi, em xét ngữ cảnh câu này cho cô. Thì cô sẽ có cái cụm từ cố định, bạn thừa nhận cái cụm từ này cho cô này. Đó là cụm từ from my point of view. Đây là một cụm từ cố định. From my point of view, cụm từ này của chúng ta nghĩa là theo quan điểm của tôi.
Theo quan điểm của tôi thì bài tập về nhà rất là giúp ích cho học sinh nhờ. Bởi vì có một vài cái lợi ích mà chúng ta có thể có được từ cái việc làm bài tập. Vậy thì với cái câu số 17, đáp án của câu đấy của chúng ta sẽ phải là ý A. Sau câu số 17 chuyển sang câu 18. Với câu 18 cô có từ do, từ doing và từ to do. Vậy câu này sẽ là hoặc là thì hoặc là cấu trúc. Vậy thì với câu số 18 và căn cứ cho câu bằng từ how, chúng ta có cái cấu trúc như sau này. Cái cấu trúc này trong cái quá trình mà luyện ôn học kỳ cho các bạn thì cô Tranh có giải thích cho em rồi. Cô có cấu trúc là sau từ để hỏi. Nếu cộng với chủ ngữ thì verb của chúng ta sẽ chia theo thì của câu. Nếu như không có chủ ngữ chúng ta sẽ dùng từ để hỏi cộng với to verb. Em thấy là sau cái từ how phía sau không có chủ ngữ thì cô sẽ dùng là how to do. Đúng ạ. Rồi tiếp nhá. First of all, trước tiên là học sinh được dạy cách để làm những cái thứ đó một mình bằng cách làm bài tập về nhà mỗi ngày. Đúng ạ. Trước tiên học sinh sẽ được dạy cái cách là làm mọi việc bằng cách. Rồi trước tiên học sinh được dạy cái cách tự làm mọi việc bằng cách làm bài tập về nhà hàng ngày. Rồi với câu số 19 thì cô sẽ có, đây là câu thuộc vào chủ kiến thức về phần liên từ này. Cô có từ as nghĩa là vì, nghĩa là khi. Từ are là hoặc nhà, hoặc là từ but là nhưng và từ no là cũng không. Vậy thì với cái câu số 9 này, vì nó thuộc phạm trù kiến thức về từ nối về liên từ, nên em sẽ phải dịch cho cô từ cái phần phía trước, đúng không ạ? Ghép nối với cái phần phía sau. Dịch là bài tập về nhà khuyến khích rất là nhiều, thúc đẩy rất là nhiều cái tính tự giác. Vì học sinh cần phải nghiên cứu, cần phải đọc tài liệu về chủ đề có liên quan để có thể làm được bài tập được giao. Thì cô sẽ cần một từ với nghĩa là vì. Do đó với câu số 19 cô chọn được câu đấy của chúng ta là ý A. Ở số 19 chuyển cô sang câu số 20. Cô mời em nhìn thoáng qua bốn đáp án của câu này thì em thấy rằng đây là câu thuộc phạm trù kiến thức về phần từ vựng. Thì cô có như sau này, ý A với từ sau. Với từ possibly. Từ này của cô sẽ bằng với từ perhaps, nghĩa là có lẽ, có thể, mang ý chất là không chắc chắn. Đóng vai trò là trạng từ nhé. Được không ạ? Rồi, xét cho cô với anh ý B thì sao? Ý B của cô với từ sau. Với từ likely. Anh này của cô là tính từ. Được không ạ? Với từ likely là tính từ. Tính từ này nghĩa là có, anh này có nghĩa là có thể đúng, có thể xảy ra, có khả năng. Rồi, tiếp này. Với cái anh ý C của chúng ta thì sao? Cho ý C thì cô có với cái từ sau, đó là từ. Với cái từ probably. Với từ probably, anh này của chúng ta cũng là trạng từ này. Đúng không ạ? Và nó có nghĩa là một điều gì đó đúng không? Có khả năng sẽ thể xảy ra hoặc có thể đúng, được không ạ? Rồi xét cho cô đến với cái anh ý D của chúng ta thì sao? Ý D cô có với từ sau, với cái từ presumably. Cô có từ presumably, đây của chúng ta nghĩa là có thể được, có lẽ. Đấy nhá. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là được dùng để nói rằng là cái điều mình nghĩ rằng là một điều gì đó có thể đúng ấy, thì bạn thấy rằng là thực ra này về nét nghĩa theo kiểu từ cùng chữ nghĩa thì bốn từ này của cô đều có nghĩa là có lẽ, có thể cả. Đấy nhá. Nhưng mà em xem cho cô này. Với cái câu số 20, em thấy là vị trí của nó đứng sau động từ to be. Nghĩa là đứng trước động từ to verb như này. Vậy thì cô thấy là đứng sau to be thì phải là tính từ chứ không phải là trạng từ. Trong đó ý A, ý C và ý D đều là trạng từ cả. Vậy thì với câu số 20, cô chọn được ý B, anh ấy là tính từ. Cô có cái cấu trúc là be likely. To do something có khả năng làm gì, nhờ điều gì đó có khả năng xảy ra. Vậy thì với câu 20 theo cấu trúc cô chọn được câu đấy là ý B em nhé. Nhờ dịch câu này như sau. Rồi ở moreover, hơn nữa, nhờ học sinh, những người mà thích làm bài tập về nhà đấy, nhờ gì ạ? Hơn nữa học sinh mà thích làm bài tập, hơn nữa học sinh, những cái người mà thích làm bài tập về nhà được giao bởi giáo viên đấy cũng có khả năng là có thể nhìn thấy được cái kết quả học tập của mình đã được cải thiện một cách đáng kể. Rồi xong câu 20 chuyển cô sang câu 21. Câu mẫu của chúng ta sẽ là câu thuộc phạm trù kiến thức về phần từ vựng. Em xét nghĩa của các từ này cho cô này. Cô có với cái anh ý A với từ sau. Với từ estimate, từ đấy của chúng ta có nghĩa là ước tính. Ước lượng, ước chừng. Rồi xét cho cô với cái anh ý B thì sao? Ý B chúng ta có với động từ determine. Từ này nghĩa là gì? Cô có từ determine, động từ này nghĩa là quyết định, xác định. Rồi ý C với từ evaluate, động từ này nghĩa là ước lượng, định giá, đánh giá. Nhớ cô có từ estimate. Với cái từ estimate, từ này nghĩa là đánh giá ước lượng, dự đoán hoặc là tính toán chi phí, kích thước, giá trị. Thế còn từ evaluate là ước lượng, đánh giá, định giá về chất lượng, về tầm quan trọng của cái gì đó. Thế còn ý D với từ consider nghĩa là xem xét, cân nhắc. Để sẽ xét cho cô xem là ở trong cái ngữ cảnh của câu này chúng ta sẽ dùng từ gì bây giờ.
Nhớ xem cho cô này. Ở cái câu số 21 này, dịch cho cô này. Là cô có in addition, nghĩa là ngoài ra, hơn nữa là. Hơn nữa là bài tập về nhà còn giúp phụ huynh có cơ hội, đúng không ạ, để mà biết xem là con mình đang học cái gì ở trường, hoặc là giúp giáo viên có thể đánh giá được cái mức độ hiểu bài và tài liệu của học sinh. Vậy thì ở đây sẽ là đánh giá về mức độ, nên là cô sẽ thấy rằng ý B của chúng ta mới nghĩa là xác định thì không phải rồi, đúng không ạ? Ý D mới nghĩa là cân nhắc xem xét thì không phải rồi, cô sẽ còn A và D. Ý là cô với từ này chúng ta nghĩa là ước lượng, ước chừng. Tức là mình kiểu mình không chắc chắn về cái con số cụ thể, mình chỉ ước lượng, ước chừng của nó thôi. Mình đoán hoặc là mình ước lượng về cái chi phí, đúng không ạ? Về kích thước của cái gì đó thôi. Vậy nó sẽ không phù hợp cho cái cảnh câu này. Vậy đây nó là đánh giá, đúng không ạ? Đánh giá về 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 chất lượng, về tầm quan trọng ở đây là đánh giá về chất lượng của bài học. Thì đi với câu số 21 cô chọn được câu đấy là ý C. Thì với câu số 2 là câu thuộc phạm trù kiến thức về phần, đó là phần động từ quý hiếu trong tiếng Anh. Thì cô có cái cấu trúc là should cộng với nguyên dạng nên làm gì mà chứ khuyên bảo. Cô có cái anh là could cộng với nguyên dạng có thể làm gì. Muốn nói rằng là ai đó, đúng không ạ, có thể đã làm. Với cái cấu trúc là could cộng với nguyên dạng là quá khứ của can. Muốn nói rằng là ai đó có thể làm được việc gì. Nhưng mà nó là quá khứ của can, dùng ở dạng quá khứ này. Dùng ở trong ngữ cảnh quá khứ này. Cô có ý xe với từ might cộng với nguyên dạng có thể làm gì. Bạn nhớ cho cô là từ might là quá khứ của may. Nhớ cho cô là might có thể được dùng không phải là quá khứ của may. Khi muốn nói về cái mức độ một việc gì đó có khả năng xảy ra nhưng mà thấp hơn nhiều so với may. Rồi, thế còn ý định của cô với anh là ổn cũng nguyên dạng, nó là quá khứ của will, sẽ làm gì. Vậy thì ở đây bạn xem cho cô ấy rồi. Vì tất cả những lý do trên, tôi nghĩ rằng là học sinh nên làm bài tập về nhà. Vậy cô ấy đưa ra quan điểm. Vậy thì với cô ấy hai, cô chọn được ý A. Cô có cái cấu trúc là I think. Cộng với chủ ngữ cộng với should. Mang tính chất là đưa ra lời khuyên. Cộng với. Tôi nghĩ là ai đó nên làm gì. Thế còn nếu em mà nói rằng là tôi không nghĩ rằng ai đó nên làm gì, nhưng mà tôi nghĩ rằng ai đó không nên làm gì, thì em nhớ câu là chúng ta sẽ dùng là I don't think. Đúng không? I don't think. Đằng sau cộng với chủ ngữ. Cộng với chủ ngữ cộng với should. Cộng với verb. Thì có nghĩa là nếu như muốn em muốn khuyên rằng ai đó làm gì, em sẽ dùng cấu trúc là I think cộng chủ ngữ cộng should cộng nguyên dạng. Thế còn nếu em muốn khuyên ai đó không nên làm gì thì em dùng là I don't think. Là chúng ta sẽ dùng phủ định ở đằng trước chứ không phủ định đằng sau này. Không viết là không dùng là I think. Nhờ cậu với chủ ngữ cộng với should đừng ở về đằng sau. Được không ạ? Thế với câu số 2 cô chọn được câu đấy là ý A em nhé. Rồi bạn thân mến, chúng ta còn một bài đọc hiểu nữa. Cô Trang sẽ quay video về chữa sau nhé. Bây giờ chúng ta tạm thời dừng ở đây. Tuần này chúng ta còn một cái buổi tối thứ năm nữa. Và tối thứ năm cô Trang sẽ hỗ trợ em với cuốn trọng tâm kiến thức ôn thi vào 10. Bạn thân mến, vậy là buổi học của chúng ta đến đây là hết. Tạm biệt các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tối thứ năm tuần này nhé.